Hoa hậu Trúc Diễm ly hôn ông xã Doanh Nhân sau 6 năm hạnh phúc, người trong cuộc hé lộ nguyên nhân. Mới đây trên trang cá nhân, Trương Tri Trúc Diễm gây bất ngờ khi thông báo quyết định ly hôn. Người đẹp cho biết vợ chồng cô đã nỗ lực nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân vì nhiều bất đồng. Sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn, hôm nay Diễm và Son xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng, nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt đẹp cho nhau, Trúc Diễm viết. Cô cũng nhấn mạnh sẽ xóa thông báo này sau một ngày đăng tải. Chào cả nhà, Diễm và John mong rằng cả nhà vừa có một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình. Mặc dù rằng dịch Covid vẫn còn đang diễn ra ở khắp nơi trên thế giới, và chúng ta đều phải học cách thích ứng bởi những thay đổi mà cuộc sống đem lại. Dù là thử thách không dễ dàng thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người hiểu thêm về bản thân mình cũng như trân trọng hơn về giá trị cuộc sống, giá trị của gia đình, tình yêu, tình bạn và tình yêu. Những lời này không hoàn toàn dễ dàng, nhưng sau 2 năm nỗ lực hàn gắn những bất đồng cá nhân mà không thể có cách cứu vãn, hôm nay Diễm và John xin thông báo chúng mình đã chính thức ly hôn. Tuy rất buồn nhưng đều tin rằng đây là quyết định tốt nhất. Diễm và John vẫn sẽ là những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau. Tuy không cùng nhìn về một hướng, nhưng vẫn sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho nhau. Diễm muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm tốt đẹp của mọi người dành cho Diễm và John. Cũng xin phép sẽ không trả lời phỏng vấn và giữ sự riêng tư cho cá nhân của mình cũng như hai bên gia đình. Rất mong sự cảm thông của tất cả mọi người. Được biết cặp đôi quyết định ly hôn trong êm đẹp, vẫn giữ mối quan hệ văn minh. Trúc Diễm chia sẻ cô và chồng không muốn nói gì thêm để giữ sự riêng tư cho bản thân cũng như hai bên gia đình. Đặc biệt vì chồng cũ không hoạt động trong showbiz nên cô không muốn cuộc sống cá nhân của anh bị ảnh hưởng. Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, từng giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, Người đẹp thời trang Hoa hậu Trái đất năm 2007, Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011. Đầu năm 2015, nàng hậu kết hôn cùng doanh nhân Việt Kiều John Từ, hơn cô 6 tuổi. Sau khi kết hôn, cả hai dọn về sinh sống trong căn hộ cao cấp ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trúc Diễm từng cho biết ông xã rất quan tâm yêu chiều và thường làm những điều bất ngờ cho vợ vào dịp đặc biệt. Sau 6 năm kết hôn, hai vợ chồng người đẹp không có con chung. Trúc Diễm từng thừa nhận việc mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm qua là nguyên nhân khiến cho vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Tuy nhiên họ không đặt nặng áp lực, cố gắng tận hưởng cuộc sống bên nhau. Khi còn mặn nồng, cặp đôi thường đi du lịch lãng mạn, cùng khám phá các vùng đất mới. Tháng 6 vừa qua, Trương Tri Trúc Diễm thông báo chính thức sang Mỹ định cư. Khi đó cô cho biết mình và chồng sẽ cùng sinh sống tại Los Angeles. Trên Facebook cá nhân, nàng hậu chia sẻ: tạm biệt Việt Nam, tạm biệt cả nhà Diễm đi đây. Hơn một năm rồi mới bay, cả nhà ở lại mạnh khỏe nha. 6 tháng sau khi định cư ở xứ người, Trúc Diễm tuyên bố ly hôn. Mặc dù phải bắt đầu hành trình mới nơi xứ người, nhưng Trúc Diễm từng tiết lộ cô không quá lo lắng vì luôn có ông xã doanh nhân kề bên. Mặc dù sang Mỹ nhưng Trúc Diễm vẫn duy trì giao lưu, tương tác với người hâm mộ qua mạng xã hội. Mình sẽ cố gắng duy trì cân bằng ở hai nơi nha mọi người, và sẽ đăng video thường xuyên trên kênh Facebook của mình, không bỏ cuộc chơi đâu.